Video này á thì mình sẽ hướng dẫn các bạn làm thế nào để có thể tạo ra một cái thiệp chúc mừng ngày 20 tháng 11 ha. Thì chúng ta sẽ làm online. Chúng ta là sẽ nhập cái thông tin mà chúng ta cần vào thôi. Thì nó sẽ tạo ra một cái file thiệp điện tử rất là đẹp theo cái mẫu mà chúng ta đã chọn. Thì hôm nay đã là ngày 17 tháng 11 rồi ha. Thì hơn 2 ngày nữa thì chúng ta sẽ đến cái ngày tri ân thầy cô. Bây giờ các bạn sẽ truy cập vào cái trang là thiệp mừng.com duyệt thiệp mừng 20 tháng 11 này. Thì cái link này á, lát nữa mình sẽ để trong cái mô tả của video ha. Các bạn sẽ kích vào cái link ha, thì các bạn có thể đến được cái trang này. Thì ở bên dưới đó, các bạn thấy nó có rất nhiều cái mẫu thiệp mà chúng ta có thể chọn để chúng ta có thể sáng tạo ra một cái thiệp mới theo cái nội dung mà chúng ta cần. Thì các bạn thấy ở đây nó có rất là nhiều cái mẫu đẹp ha. Chúng ta có thể chọn một cái mẫu nào đó để chúng ta làm. Mình lấy ví dụ như thế này. Mình sẽ chọn cái mẫu này đi ha. Thì các bạn thấy là nó đã có sẵn cái ảnh nền. Cái ảnh nền đây. Có sẵn những cái chữ như thế này. Bây giờ chúng ta sẽ thay đổi cái thông điệp để có thể tạo ra cái thiệp riêng của chúng ta. Ở đây các bạn sẽ thấy nó có một cái ô là nhập nội dung. Giả sử như mình sẽ ghi cái chữ là tri ân thầy cô. Thì sau khi mà chúng ta đã nhập nội dung xong đó, thì các bạn có thể kích vào cái mục tạo ảnh này. Lúc này thì trang web nó sẽ tạo ra một cái thiệp mới ha, dựa trên cái nền cũ và cái nội dung mà chúng ta nhập vào á, để nó tạo ra một cái thiệp. Các bạn thấy nè ha, cái nền cũ ở đây, thêm cái chữ mà chúng ta mới vừa nhập vào ha, nó sẽ ra như thế này. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái lựa chọn. Một là chúng ta sẽ lưu về trên máy tính của chúng ta. Hai là các bạn có thể chia sẻ lên trên Facebook luôn. Cái thứ ba là chúng ta sẽ tạo ra một cái thiệp mới. Giả sử như ở đây mình không thích cái chữ tri ân thầy cô và mình muốn thay đổi một cái nội dung mới, thì chúng ta sẽ bấm vào cái nút tạo lại ha. Bây giờ mình sẽ kích vào cái nút lưu nè. Thì nó sẽ hỏi chúng ta lưu ở đâu. Các bạn có thể đặt tên ở đây nha. Ví dụ như mình ghi là thiệp mừng 20 tháng 11. Mình sẽ chọn lưu ở desktop. Các bạn nhấn nút save. Thì lúc này chúng ta sẽ có được một cái ảnh thiệp như thế này. Rất là đẹp. Rất là dễ dàng ha. Thì cũng cảm ơn các bạn rất nhiều đã xem cái video này. Hy vọng là nó sẽ giúp cho các bạn có thể tạo ra những cái thiệp chúc mừng 20 tháng 11 đẹp, độc đáo để có thể tặng cho thầy cô, tri ân cái công lao của thầy cô ha. Cảm ơn các bạn rất nhiều.